Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình và mình là Thắng nè. Thì hôm nay Thắng sẽ thực hiện một cái nhiệm vụ cực kỳ nào cao cả và to lớn luôn các bạn ơi. Đó chính là hôm nay Thắng sẽ đi cướp ngôi vua. Và cái lý do mà Thắng đi cướp cái ngôi vua này là cái ông vua ở đây cực kỳ là lười biếng và không bao giờ lo cho dân làng các bạn ơi. Cho nên là hôm nay Thắng sẽ phải đi cướp ngôi vua để cho dân làng đỡ khổ. Và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng hay thì hãy nhớ để lại cho Thắng một like, một đăng ký kênh để Thắng có thật nhiều động lực và may mắn để đi cướp cái ngôi vua thành công nha các bạn ơi. Yes. Còn bây giờ thì Thắng sẽ nhanh chân đi cướp cái ngôi vua này thôi. Thì đây này các bạn ơi, đằng trước mặt của mình ý là ông vua, còn ở đằng sau của mình chính là mình đang cầm cái búa để nhân lúc cái ông vua này không để ý thì mình sẽ dùng cái búa đấy mình đập vào đầu cái ông vua kia để cho ông đấy ngất đi đấy. Nhưng mà ông ta rất là đề phòng luôn, ông ta vừa đi vừa ngoảnh lại xem là mình có cầm cái búa mình đập vào đầu ông ta không. Thấy chưa các bạn ơi, đó thì nhá, ông ta ngoảnh lại liên tục luôn kìa. Thì cái cách chơi game này cực kỳ là đơn giản luôn đấy, các bạn chỉ cần ấn kích chuột thôi. Đấy, bao giờ cái thanh này, cái thanh màu đen ở trên đầu của các bạn ấy, đấy, nó bị đầy màu đỏ thì là các bạn sẽ cướp được một vua. Để mình sẽ chơi cho các bạn xem này. Bắt đầu các bạn ơi. Từ từ nhá. Để cho ông ta ngoảnh lại đã thì mình sẽ đập. Đó đó. Khi mà ông ta nháy mắt ấy là ông ta sẽ ngoảnh lại này. Nào đập luôn. Ấy. Ôi, một lần duy nhất luôn là Thắng có thể cướp được cái vương miệng này rồi các bạn ơi. Có cái vương miệng này thì mới trở thành nhà vua được. Wow. Trời ơi, tên BD này các bạn ơi. Ui, tên BD định cướp ngôi vua của mình nè. Trời đất ơi, người đâu, lôi ra ngoài chắc đâu. Ôm à, Thắng bây giờ mới để ý nha, cái ông vua này mặc quần ship màu chấm đỏ định quánh mình nè. Người đâu, lôi ra chém đầu trời. Ngay cả cái bà này gọi là bà vú lui sao ấy. Đúng rồi, bà vú lui cũng muốn cướp cái vương miệng của mình. Tên phù thủy này nhìn mặt cực kỳ là gian trá luôn các bạn ơi. Đây là mình sẽ tống vào tù luôn để cướp ngôi vua của mình nghe mà. Trời ơi, cái tên mới đây mình đã cho đi tù rồi mà. Đó, đó, chuẩn bị oanh mình này, chuẩn bị oanh. Thôi xong rồi các bạn ơi. Thôi xong rồi, mình bị tên BD này bắt về cái thế giới BD của bọn nó. Ôi ghê quá bạn ơi. Thôi mình sẽ chơi lại các bạn ơi. Yeah, bắt đầu là phải cướp lại cái ngôi vua của cái ông già này rồi các bạn ơi. Nào chuẩn bị này, chuẩn bị. Hey. Thôi xong, mình bị ông ta phát hiện rồi. Thế là mình lại phải vào nhà lao rồi. Nhưng mà không sao, mình có nhiều mạng mộng. Mình vào nhà lao, mình lại trốn thoát ra khỏi nhà lao rồi. Bây giờ mình lại cướp lại ngôi vua này. Uấy, ông ta ngoảnh lại kìa. Ghê. Nào, hấy. Ông ta nháy mắt là ông ta sẽ ngoảnh lại đấy các bạn ơi. Nào, hấy. Yeah, mình đã cướp lại được cái vương miệng của mình rồi các bạn ơi. Tiếp tục nào. Lại có những tên cận kề. Đó, tên phù thủy này này, lúc đấy định cướp ngôi vua của mình này. À, trời, không bắt được quả tang. Trời ơi, lại không bắt được quả tang rồi. Nào, nào. Hey. Ôi dồi ôi, ông ta thính quá nhỏ. Mình không bắt được quả tang các bạn ơi. Nào, nào, ô. Lại. Nào. Mình đã phát hiện ra và tống ông ta vào tù các bạn ơi. Yes. Tiếp tục. Loại cái tên BD này. Nào nào. Đừng hòng có thể quánh được mình nữa nha. Ba tên vào trong nhà lao rồi. Đã có ba bộ xương khô. À, là cái bà vú lui này này. Nào. Bà ta nhanh hơn mình các bạn ơi. Nào. Ui dồi ui. Khó quá bạn ơi. Căng thẳng. Ồ. Căng thẳng thật nặng. Ui dồi ui. Ui. Sau vài lần ngoảnh lại thì bây giờ mình mới bắt được bà ta tống vào nhà lao này. Bốn bộ xương khô trong nhà lao rồi. À. Ui. Ui. Trời ơi. Bye bye ông phù thủy. Sao trong cái hoàng cung này lắm phù thủy thế? À, ông này là ông mới này các bạn ơi. Ông này bán rượu ạ. À. Ui, ông ta cho mình uống cái gì các bạn ơi?
ông ta không cướp vương miện của mình. Ơ, mình không có thanh máu nữa kìa các bạn ơi. Tên BD nè. BD nè. Được lắm, định máy mình à. Nào nào. Nào. Cho nhảy đến tối luôn các bạn ơi. Nào. Cho nhảy đến tối luôn, đến ngày mai luôn. Nào. Mình sẽ bắt quả tang luôn, mình sẽ không đùa nhiều nữa. No, dồi ôi. Mà cái ông lúc nãy, cái ông đấy cho mình uống cái nước gì. Bây giờ mình không có cái thanh màu đỏ màu nó chạy tụt đuôi này. À, hình như ông ta là người tốt các bạn ơi. Để xem nào, vú lui này có phải là người tốt không? Vú lui không phải là người tốt các bạn ơi. Vú lui đã oánh mình và đã cướp được cái vương miện của mình rồi. Bây giờ mình lại phải cướp lại này các bạn ơi. Ok, oh, mình sẽ cướp lại nha. Hình như bà ta biết đánh hơi này các bạn ơi. Các bạn nhìn mũi của bà ta mà xem. Nhìn mũi của bà ta kìa. Đấy, đấy, đấy. Là bà ta sẽ ngủ lại luôn. Hey. Yeah. Mình lại cướp lại cái vương miện của mình rồi. Vương miện của mình sẽ mãi là của mình, chứ không có ai có thể cướp được của mình. Ok, ôi bây giờ mình lại có cái thanh màu đỏ chạy này. À, cái tên đánh đàn này. Xe nào. Cái tên đánh đàn nó vẫn muốn cướp cái vương miện của mình các bạn ơi. Bây giờ nó là trở thành vua kìa. Bây giờ mình lại đi cướp lại cái vương miện của mình thôi. Làm sao mà. Nào nào các bạn ơi. À, mình nhìn thấy cái tóc của ông ta này. Cái tóc ở một cái mũ này nó động đậy là ông ta sẽ ngoảnh lại này các bạn ơi. Đấy. Đấy, động đậy là ngoảnh lại luôn. Mình cũng có mũ nên là mình không sợ. Ủa sao ông ta ngoảnh lại liên tục này. Nào, ngoảnh lại đi, ngoảnh lại. Hey. Một chút xíu thôi là ông ta sẽ ngoảnh lại luôn đấy. Yeah, mình lại đây là cái vương miện của mình rồi. Vương miện của mình thì mãi là của mình. À, là cái tên phù thủy này này. Mình xem nào. Xem cái tên phù thủy này sẽ làm gì mình. Thôi xong rồi. Cái tên phù thủy kia đã biến mình thành Hoàng Tử Ếch. Các bạn nào mà đã xem cái phim Hoàng Tử Ếch rồi thì bạn nhớ comment để cho mình biết nha. Bây giờ mình là game over luôn. Được rồi, bây giờ cái ông phù thủy này sẽ cho vào nhà lao chặt đầu luôn. Mình sẽ chơi lại các bạn ơi. Chơi lại tiếp, bây giờ mình sẽ chơi cho cái thanh màu đỏ nó chạy hết đi. Khi mà làm vua ấy, có cái thanh màu đỏ để nó chạy hết xem là mình có bị làm sao không nha các bạn. Đây nè, mình sẽ quánh cái ông vua này. Nào, quánh lại đi. Nào, hey, chú. À, ông ta ngoảnh lại các bạn ơi. Ấy, ông ta nháy mắt là ông ta sẽ ngoảnh lại. Hey, nhìn lại đã. Trời, còn một tí xíu như này thôi là mình đập được ông ta rồi. Ôi, mình có nhiều mạng mà. Nào, nào. Hey, đập luôn. Ông ta nháy mắt, mình sẽ nhả tay ra. Hey, chú. Ông ta lại nháy mắt các bạn ơi. Phát này chắc là được này. Đấy, biết ngay mà. Tí nữa thì bị đi nhà lao. Ủa sao ông ta bây giờ thính thế nhở. Lại tiếp. Hey, chú. Yeah. Được cái vương miện rồi, vương miện là của mình mà. Đây là bây giờ mình sẽ thử cho cái thanh màu đỏ của mình nó chạy hết. À, cái tên BD này. Nào. Nào nè, định bắt mình về cái thế giới BD của hắn ta. Còn lâu các bạn ơi. Rồi. Một tên đã vào nhà lao. À, cái mụ bảo bú này. À, ôi ôi. Phải bắt quả tang mới được các bạn ạ. À, ôi dồi ôi, lại chậm tay quá các bạn ơi. À, nhanh tay quá. Nào, ô, chưa được nè. Nào, y hò hò, đã bắt được của ta. Lính đầu lôi ra chặt chân, lôi ra cắt tóc. Lại tên BD này, mình vừa cho cái tên BD vào tù xong mà. Nào, bây giờ mình thính hơn rồi, còn lâu mới cướp được cái ngôi vua của mình, còn lâu mới bắt được mình về cái thế giới BD nha. Tiếp tục nào các bạn ơi, đó lại cái tên đánh đàn này. Xem nào. Nào. Ô sợ kê ngay các bạn ơi. À, quên đấy, bây giờ mình sẽ cho cái thanh màu đỏ chạy hết nha các bạn ơi. Công chúa này. Từ từ nhá, mình sẽ không đánh công chúa. Wow. Công chúa sẽ không cướp ngôi vua của mình đâu, mình biết mà. Wow. Mà được
công chúa hôn hình như là trường sinh bất lão sao các bạn ơi. Nhưng mà mình đang thử chơi để cho cái thanh một đoạn loại hết xem nào mình có bị làm sao không mà. Được rồi, mình sẽ thử bị chết một mạng xem nào các bạn ơi. À, cái tên BD này mày mà bắt được là mình sẽ bị thua game đấy. Nào, nào BD này, tấm cổ BD các bạn ơi. Đó, mình sẽ cho cái tên khác cướp cái ngôi vua của mình để mình không bị thua game nào. Xem ở đây là ai nào các bạn. À, cái ông phù thủy này sẽ không cướp ngôi vua của mình mà ông ta sẽ biến mình thành cái con ếch. Nên là mình sẽ cho ông ta vào tù luôn các bạn ơi. Mình sẽ tìm một tên khác để mình nhường ngôi cho xong mình cướp lại. À, bà này mình sẽ chọn để cho bà này cướp ngôi vua của mình. Ok, và mình đã bị ngất. Đây là mình cố tình để cho mình bị ngất nha. Đấy, bà ta là cái vương miện của mình lên và lấy luôn cái bộ quần áo của mình, chỉ để lại cái quần lót cho mình thôi. Đây nè, bây giờ mình sẽ cướp lại này các bạn ơi. Nào, bà ta không quánh lại này, mình sẽ... Bà ta quánh lại luôn. Yeah. Bây giờ mình lại cướp được cái ngôi vua rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để cho cái thanh màu đỏ nó chạy hết nha. Ok, mình sẽ để cho cái thanh màu đỏ chạy hết. À, tên này, nào, đánh đi, đánh lên mai đi. Mình cứ cho cái tên này đánh nào. Mình cứ ngồi lại như này các bạn ơi, để cho cái thanh màu đỏ nó nhanh hết đi. Nè, cái thanh màu đỏ nó đang hết rồi các bạn ơi. Vẫn đánh này. Nào, đánh đi, cho đánh đứt dây đàn thì thôi. Mặt giật quá. Hey, làm gì mà cứ giơ cái đàn này xong lại không đánh. Wow, các bạn ơi, nhìn này, sau một thời gian đợi cái thanh kia nó gần hết đi, thế là mình đã đang già dần các bạn ơi. Các bạn nhìn mồm mình có râu chưa? Mình già rồi nhưng mà mấy cái tên này gọi gì nhỉ? Đúng rồi, mấy cái tên bà vú này vẫn muốn cướp ngôi vua của mình nè. Đó, cái tên BD này không bị già. Ôi, hình như là hết cái thanh màu đỏ này là mình sẽ chết này. Kiểu như là mình già quá rồi mình chết luôn ý các bạn ơi. Wow, nhà tù thì chật lèn luôn nè. Trời ơi, wow, đây là ai? Không biết là ai nhưng cho vào tù hết các bạn ơi. Wow. Mình hiểu rồi các bạn ơi. Đây nè, mình sẽ tạm dừng nha. Mình hiểu rồi, cái ông vừa lấy, cái ông đã cho mình sống trường sinh bất lão luôn. Nếu mà mình hết cái thanh máu màu đỏ đây là mình sẽ chết. Có nên tính mình già dần là mình sẽ chết luôn các bạn ơi. Ok, vậy là mình đã biết rồi nha. Và mình đã cướp cái ngôi vua thành công rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của Thắng. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.